cái SPF càng cao thì khả năng chống nắng càng tốt. Hôm nay cùng BK giải mã câu hỏi này nha. Nhiều người cho rằng chỉ số SPF càng cao nó sẽ càng tốt, bởi vì cái khả năng chống nắng cũng như bảo vệ da khỏi tác động của tia UV nó sẽ càng cao. Tuy nhiên thì trên thực tế điều này không hoàn toàn đúng. 1. Việc sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao chưa chắc đã phù hợp với làn da của người sử dụng. 2. Các loại kem chống nắng có chỉ số SPF cao thường sẽ tập trung chống tia UVB hơn là tia UVA. Chỉ số SPF càng cao nó sẽ lưu lại trên da lâu hơn, gây bứt tắc lỗ chân lông, da bị tổn thương và nhanh xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Theo như các chuyên gia về da liễu, họ khuyến khích rằng nên sử dụng các loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF tầm khoảng 30-60 là tốt nhất. Việc sử dụng kem chống nắng như thế nào là tốt nhất cho làn da của mình đó không phụ thuộc vào chỉ số SPF. Không phải lúc nào chỉ số nó càng cao là nó càng tốt, đôi khi nó còn sẽ dẫn tới những cái hiệu quả rất lớn cho làn da của mình. Vì vậy nên hãy lựa chọn những cái sản phẩm kem chống nắng nó phù hợp với làn da, và đặc biệt nó phải bảo đảm được tính an toàn và lành tính trên da của mình. Follow BK để hiểu thêm về làn da của mình.